chào quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại con phố Trần Nhân Tông, con phố tập trung rất nhiều cửa hàng vàng tại Hà Nội. Ngày vía thần tài năm nay thì rơi vào đúng ngày chủ nhật nên giá vàng không có nhiều biến động. Tuy nhiên, người dân vẫn tập trung ở đây rất đông để mua cho mình một miếng vàng cầu may trong năm mới. Nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc cho biết đã tăng gấp đôi lượng vàng dự trữ để bán trong ngày vía thần tài so với năm trước và giá vàng vẫn giữ ở mức ổn định. Để thuận lợi cho khách hàng mua vàng, nhiều cửa hàng đã mở cửa từ sáng sớm. Ngoài các sản phẩm truyền thống là hình tượng thần tài, năm 2018, các công ty vàng bạc đá quý cũng đưa ra nhiều sản phẩm hình con chó, linh vật của năm. Thực ra thì nếu mà thời điểm trước Tết thì giá vàng thế giới có giảm một đôi chút. Trước khoảng ngày 28, từ 25 đến 28 Tết thì vàng thế giới có giai đoạn là đột nhiên là tăng lên khoảng 1.350 đô. Thì vàng trong nước lúc đó lên khoảng, đối với vàng miếng SJC thì lên khoảng là 37-30. Tuy nhiên là cho đến ngày hôm nay là với mức giá vàng SJC tham chiếu trên thị trường là 37-15 thì tôi nhận định là vẫn đang ổn định. Sức mua năm nay so với mọi năm thì tương đối ổn định và lượng khách có tăng lên khoảng 20%. Giá vàng của tập đoàn Doji tại Hà Nội niêm yết ở mức 36,80 triệu đồng một lượng mua vào và 37,36 triệu đồng một lượng bán ra. Vàng 4 số 9 của tập đoàn Phú Quý niêm yết ở mức 36,80 triệu đồng một lượng mua vào và 37,15 triệu đồng một lượng bán ra. Tại công ty vàng bạc đặc quý Bảo Tín Minh Châu, giá vàng SJC niêm yết ở mức 36,80 triệu đồng một lượng mua vào và 37,5 triệu đồng một lượng bán ra. Theo ước tính của các công ty vàng, số lượng khách hàng mua vàng trong ngày thần tài có thể tăng lên 30-50% so với năm ngoái, nhất là khi ngày thần tài năm nay rơi vào đúng ngày nghỉ, ngày chủ nhật 25 tháng 2. Theo quan niệm của dân gian, mua vàng trong ngày vía thần tài, chủ nhân sẽ được phúc lộc, sung túc, may mắn cả năm. Vì thế, từ lâu cứ đến ngày mùng 10 Tết, người dân lại nô nức đi mua vàng đón lộc. Tuy nhiên, theo Nghị định 24/2012 NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, việc kinh doanh buôn bán vàng trang sức mỹ nghệ chỉ được cấp phép cho các doanh nghiệp. Do đó, khách hàng nên thận trọng và chỉ nên mua vàng ở các cơ sở lớn, có uy tín và thương hiệu, tránh tâm lý ai cũng phải mua bằng được vàng trong ngày thần tài, nên dễ mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng trên thị trường tự do.